Nào, các bạn xem địa hình đang đi qua cầu rồi các bạn ơi. Ôi không. Chúng ta cần giúp các bạn ấy lên. Wow, đội xe cứu hộ ở đây rồi, chúng ta đi thôi. Nào, chúng ta sẽ giúp các xe nhá. Để nâng cầu này, kéo dài cái cần này ra. Thôi, bắt đầu móc này. Bám chắc nha, bám chắc nha. Rồi. Anh bạn dậy nào. Yeah. Rồi, đi thôi. Anh bạn sẽ cầu chúng ta cứu tiếp tục bạn này nhé. Mình sẽ móc vào đây này. Rồi, mình kéo bạn lên nhá. Wow. Nặng quá, nặng quá. Yeah. Anh bạn xe tải của chúng ta đến rồi này. Wow. Nào, chúng ta cùng xúc cái cầu cũ này đi để xây cái cầu mới nhá. Đó, lên xe tải này. Tiếp tục nào. Yeah. Wow, nhiều chưa. Wow. Nào, bạn xe tải chở hết gỗ này đi thôi. Wow, hai anh bạn xe tải cỡ lớn đang chở vật liệu đến này các bạn ơi. Anh bạn xe xúc đang đào móng này các bạn ơi. Wow, đó. Anh đào móng để đổ bê tông các bạn ạ. Rồi, xong rồi. Wow, chúng ta có những tấm ván ở đây này để làm đổ bê tông các bạn ơi. Đó, tấm đầu tiên này. Tiếp theo. Rồi, mình còn một tấm nữa nha. Đó, mình đóng thật khít để nước bê tông nó không chảy ra ngoài các bạn nhé. Hai hộp đã xong rồi này. Wow, bên này có bạn xe chuẩn bê tông đến này. Nào, bạn xe chuẩn bê tông đang đến nha. Đây. Tít. Nào, bật chế độ. Xoay. À, ra nước bê tông nhá. Nào, wow. Nào, nước chuẩn bê tông này các bạn ơi. Wow. Đó. Ôi. Đổ đầy vào đây nhá. Xoay. Ô, bên kia cũng có một anh bạn chuẩn bê tông kìa các bạn ơi. Wow, anh bạn bên này cũng trộn rất là nhiệt tình nhá. Là nước bê tông chảy ra này. Wow, các bạn ơi. Ui, nhiều bê tông chưa? Wow, các bạn đã làm việc xong rồi, đi nè các bạn ơi. Rồi, chúng ta chờ bê tông khô nhá. 2000 years later. Wow, bê tông của chúng ta đã khô rồi, cùng xem thành quả nào. Đó. Yes. Wow, được một trụ cầu này. Tiếp tục bên này nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Ha ha, rất chắc chắn nha. Nhìn nào, chúng ta bắt đầu xây cầu nào. Nâng cái cầu lên nhá. Wow, hey. Rồi, có hai thanh rằng cầu này. Chúng ta sẽ đặt vào nhá. Hay chưa? Nào, tiếp tục nhá. Đó, một thanh nữa. Rồi. Chúng ta đặt vào đây nè các bạn ơi. Nào, chúng ta còn hai món nữa, các bạn biết là gì không? Đây là miếng gỗ nha. Đó. Gỗ để tí mình đổ bê tông đó, nó không bị chảy đó. Còn đây là miếng thép này. Đó, mình để vào đây cho chắc nha. Rồi. Win. Ha ha, chúng ta lại cần nhờ anh trộn bê tông rồi. Nào, trộn bê tông xuống đây nhá, đổ bê tông đây nhá. Wow. Nào, wow. Wow, các bạn nhìn này, đó. Nước bê tông đang chảy xuống này các bạn ơi. Lấp đầy chỗ này nhá. Wow, bạn trộn bê tông đã xong rồi này các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn cái cầu của chúng ta này. Yeah, cái cầu mới rồi. Yeah, đi thử cầu mới nào. Hả? Chúng mình cần làm lăn căn cầu nhá. Hey, mình ở đây mình đợi. Wow. Xong rồi kìa. Yeah, mình đi thôi.
cầu chúng ta đang có rất nhiều các bạn chờ đi qua này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Wow, các bạn ơi, ba bạn xe công trình đang về nhà sau buổi làm việc đây các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, chú cá sấu này. Wow, chú này trông rất là gian nha. Wow, các xe đang chuẩn bị qua cầu các bạn ơi. Wow. Wow, bạn cá sấu đang làm gì đấy các bạn ơi? Wow, cá sấu làm thế không được nha. Ui, sao lại xuất hiện hòn đá ở đây thế này? Mình sẽ xúc ra nhá. Ui, không. Wow. Các xe kia của mình. Hello bạn nhỏ. Bạn nhỏ có muốn đi bơi không? Ui, các bạn ơi, cá sấu. Xuống chơi với các bạn đi. Ui, cứu tôi với. Các bạn mình ngã à? Để mình giúp các bạn nhé. Ui, hey, bám vào đây. Bám vào đây nhá. Hey. Còn lâu nhá. Mình sẽ phá cây cầu này. Yeah. Các bạn ơi, về nhà thôi. Pip. Win. Hey, bà cá sấu tránh đường cho tớ. Lên xe cầu đi chỗ khác. Ui, au. Ui, sưng hết mõm rồi. Ha ha, đáng đời tên cá sấu xấu xa. Đó. Ôi không, các bạn ơi. Ồ, sao các bạn lại nằm dưới này? Cần giúp các bạn ấy. Wow, mình sẽ dùng cái cẩu dài của mình. Cứu bạn xe xúc vàng lên nhá. Mình sẽ cứu bạn xe xúc vàng này lên. Mình sẽ tiếp tục công việc. Bây giờ sẽ cứu bạn trụ bê tông nhá. Và chơi nhé bạn xe trượt bê tông à, ở đây ẩm ướt lắm. Cho hai bạn gặp nhau nhá. Ui, còn một bạn nữa kìa. Ui, ở đây là một cái cần này các bạn ơi. Móc cái cần này đây nào. Chiếc cần cẩu của máy xúc. Thân xe máy xúc đây rồi. Lên bờ nhá. Xong rồi. Ủa, cái gì kia? Wow, có sánh nước các bạn ơi. Ui, có rất nhiều xe bị mắc kẹt ở dưới đây các bạn ơi. Wow, mình sẽ giúp các bạn lên bờ nhá. Bắt đầu cẩu này, móc vào phần này. Ui, nặng quá. Wow, ui, nặng quá. Thành công rồi. Wow, một chiếc thùng xộn nè. Một chiếc thùng xộn nữa nè. Ôi, nhiều nước. Hay chưa các bạn ơi. Wow. Đây là xe nè, một chiếc thân xe này, xe trộn bê tông này. Các bộ phận gì đây các bạn ơi. Nhặt hết đây nhá. Ok. Wow, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại những chiếc xe này cho hoàn chỉnh nhé các bạn nhá. Một chiếc nè, hai chiếc nè. Bạn xe xúc nè. Chúng ta sẽ lắp bạn trộn bê tông rồi nhá. Thùng trộn này à? Thùng trộn này. Để sẽ lấy thùng trộn này nhá. Wow. Bạn ấy bị thiếu bánh các bạn ơi. Mình nhìn thấy bánh xe ở đây rồi. Mình sẽ xỏ vào đây nhá. Tiếp tục nè. Lắp bánh vào đây nè. Bạn sẽ trộn bê tông này các bạn ơi. Xay nè. Hay chưa, đẹp chưa. Win. Ôi, bạn xe xúc này. Bạn xe xúc hơi bẩn nhá. Wow. Ui, gầu xúc của bạn đây này. Hay chưa các bạn ơi. Lại xúc cát được luôn. Thích chưa?
Ôi, trộn bê tông này đẹp thế. Wow. Giờ chúng ta sẽ lắp các bộ phận đấy nhá. Đây là cái gì vậy nhỉ? Là cái còi nhá. Pip 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 pip. Đây là cái gì? Đây là phần đuôi nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ lắp lại đó, phần đuôi để giữ thùng trộn á. Wow. Không đúng các bạn ạ. Mình sẽ lắp ở đây nhá. Lắp ở đây mới đúng nè các bạn ơi. Ui. Bạn thấy chưa? Tiếp tục nha. Thì đây là phần sau của đuôi nè. Lắp vào đây. Yeah. Ok, còn cái thùng trộn đây rồi. Wow. Lắp nào. Ui. Ý à. Wow. Các bạn ơi nhìn nè. Hay chưa. Win. Yeah, cảm ơn bạn xe cần cẩu to béo tốt bụng nha. Không có gì nha. Win. Wow, các bạn ơi, ở đây có bạn xe xúc này. Các bạn chuẩn bị chơi trò vượt chướng ngại vật nha. Win. Hey, vượt qua bên xem nào. Hey, đi thôi. Hey. Hey. Yeah. Hey. In. Hey, qua đây. Yeah. Ui. Ây da. Yeah, cậu nằm đây mà chơi nhá. Bọn tớ đi đây. Win. Các bạn ơi, ở đây có hai bạn xe tải đang đi lấy cát này. Wow. Bạn xe tải của chúng ta rất là to nha. Bạn xe xúc thì to hơn rất là nhiều nha. Wow. Ui, mấy gầu đã đầy rồi nè. Wow, xúc đã chưa các bạn ơi? Đây rồi. Yeah. Ui, bây giờ xe tải sẽ đi đổ cát nha. Win. Xe tải xanh đi với, đợi tôi với. In. Wow. Các xe tải của chúng ta đang đi chở cát nè. Win. Hai chiếc xe tải chúng ta đang đi lùi nè các bạn ơi. Đến nơi đổ cát rồi nè. Yeah, đuổi chứ đi nè. Ui, wow. Help. Xe tải của chúng ta sẽ đổ cát vào đây lấp đầy cái hố rồi nha. Ủa, có tiếng gì vậy nhỉ? Đi lấy cát tiếp. Đến xe tải màu cam nè, đổ ben nhá. Win chiu chiu. Các cậu ơi, chờ tớ với. Đi hướng này đi. Hai xe cát lại đầy rồi đây. Các cậu ơi, ui. Hả? Ôi không. Đổ cát nào. Ôi không, dừng lại. Ôi không, các bạn của tôi. Yeah, xong rồi, về nhà đi, ngủ thôi. Để tôi giúp các bạn nhá. Ui, ở đây nhiều cát quá. Mình cần biến thành một xe to hơn. Yeah, mình đã to lớn rồi. Bây giờ mình sẽ đào hết cát ở đây lên. Wow. Tớ có chiếc cầu to chưa? Wow. Múc cát nè. Chưa tìm thấy các bạn ở đâu cả. Mình phải đào mạnh hơn. Đây rồi. Hả? Chiếc xe gì đấy? Wow. Một bạn xe lu. Bạn xe lu này các bạn ơi. Win. Ôi, mình cứu được bạn xe lu rồi. Còn hai bạn xe xúc đâu nhỉ? Để mình đào tiếp nha. Wow. Ui, ở đây rất là nhiều cát. Đây là bạn xe gì đây? Bạn xe chở dầu nhá. Wow. Xe chở dầu này bị mắc kẹt dưới hố nè. Ủa, thế hai bạn xe xúc đâu rồi? Vẫn chưa thấy luôn. Sao lại xuất hiện bạn máy bay chiến đấu ở đây nhỉ? Wow, máy bay chiến đấu này các bạn ơi. Ui, bạn ấy bị bẩn rồi. Ra đây nhá. Tiếp tục nào. Mình đã thấy cái gì vàng vàng đây rồi. Wow, đây rồi các bạn ơi. Bạn xe xúc đây rồi.
Yeah. Ôi bạn bị bẩn quá. Yeah. Đã quá, đã quá. Nhìn nhìn. Còn một bạn nữa các bạn ạ. À. Wow. Bạn kia súc xanh của mình đâu rồi? À đây, bạn đây rồi. Wow. Ui. Nè các bạn ơi. Wow. Sâu chưa? Ui cái hố này rất là sâu nha, rất là nguy hiểm nha. Wow, đây rồi, đây rồi. Yeah. À, đã cứu được bạn ấy rồi nè. Yeah. Bạn nhưng mà bạn cũng bị bẩn mất rồi. Đi ra đây nhá. Ui, chiếc hố này nguy hiểm quá. Nè, ui, sâu chưa, sâu chưa? Bây giờ mình sẽ lấp lại cái hố rồi nhá. Wow. Yeah, mình sẵn là một chiếc xe ủi ở đây này các bạn này. Ui, ủi cát xuống đây nè. Hay chưa? Ấy, hay chưa, hay chưa? Wow. Xe xúc này lại có xe cái bàn ủi nhỉ các bạn nhỉ? Wow, hay chưa, hay chưa? Ủi cát nè, ủi cát nè. À, bây giờ các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ nén cho cái đất này chặt xuống nè. Đấy. Đó, mình lấy cái gầu nè, mình đập cho đất chặt xuống nè. Đấy, làm phẳng đất đấy. Đó, để các xe đi vào không bị gồ ghề, không bị gặp tai nạn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa, hay chưa? Wow, xong rồi. Yeah. Ui, các bạn bẩn hết rồi. À, mình đã có cách. Yeah. Eo, hello, bạn xe cứu hỏa đến đây. Pi-sơi. À, các bạn nhìn này, xe cứu hỏa có bơm nước này. À, có cả vòi nè. Bây giờ sẽ tắm cho các bạn đấy nhá. Bây giờ mình sẽ nâng cái trục này lên. Win, 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 win. Hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bơm nước nhá. Ui, ui, ui. Các bạn nhìn này, hay chưa? Wow, chúng ta đang tắm cho các bạn đây này. Ý, tắm cho bạn máy bay này. Wow. Ý, sạch chưa, sạch chưa? Đến bạn xe lưu nhá. Wow, sạch sẽ rồi này, thơm tho nhá. Rồi, đến bạn xe chở xăng. Thơm chưa, thơm chưa? Sạch sẽ nhá. Wow, đến lượt bạn xe xúc này. Ui. Wow, tất cả đã sạch sẽ rồi. Cảm ơn bạn xe cứu hỏa nha. Wow, hai bạn xe ô tô đồ chơi đang làm gì ở đây đây? Một bạn xe ô tô màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và một bạn xe ô tô màu đỏ nha. Wow, hai bạn đang định đi đâu ấy nhỉ các bạn nhỉ? Bạn xe ô tô này có chiếc lốp xe to ghê các bạn ơi. Wow, một bạn xe đua màu đỏ đang đi đến một nơi công trường làm việc các bạn ơi. Ở đây là công trường làm việc nên là hai bạn ấy không vào được các bạn ạ. Vậy là bạn ô tô đỏ đã quyết định quay lại. Nhưng mà bạn ô tô xanh này vẫn chưa muốn quay lại các bạn ạ. Nhưng bạn ô tô xanh vẫn đang muốn vào trong chơi. Ôi không, bạn ô tô xanh đã đi ngược lại rồi. Bạn ô tô đỏ lại không tìm thấy bạn ô tô xanh đâu rồi. Wow, bên hai bạn làm gì ta? Đây là một chiếc xe ô tô máy xúc màu xanh lá cây đang làm việc nha các bạn ơi. Sao lại có xe đua ở đây thế này? Bạn mau ra ngoài đi. Các bạn xe ô tô công trình đang bảo với bạn xe ô tô màu xanh là ở đây rất nguy hiểm các bạn ạ. Không nên chơi bời, không nên vào khu làm việc của các bạn ấy chơi nha. Bạn xe ô tô màu xanh này vẫn đang muốn các bạn ấy chơi cùng này. Đã thế, không cần chơi với các bạn nữa. Tớ chơi một mình. Ôi không các bạn ơi, bạn xe ô tô màu xanh còn đòi chơi một mình cơ. Bạn ấy còn hất cả đổ cái biển cấm kìa, bạn lên trên cầu chơi. Ôi không. Bạn ơi, bạn ô tô màu xanh đã bị ngã xuống hồ rồi. Ôi nguy hiểm quá bạn ơi, công trình đang làm việc mà bạn ấy lại vào chơi. Ôi không, bạn ấy bị mắc kẹt dưới này rồi các bạn ơi. Ôi. Có tiếng kêu cứu ở đâu thì phải? Bạn xe máy xúc đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn xe màu xanh dương bạn ơi. Ở phía đằng ngay. Bạn xe máy xúc đã đến nha. Ai lại làm đồ biển cảnh báo? Wow. Biết ngay mà, bạn xe ô tô xanh dương không nghe lời khuyên của các bạn xe ô tô công trình rồi đã bị ngã xuống hồ rồi các bạn ơi. Ôi không. Trời ơi, là xe đua xanh đã bảo là nguy hiểm rồi. Lại một bạn xe ô tô tải nữa đến hỗ trợ rồi. Mau kéo tớ lên với. Ui, bạn này không thể tự lên được. Không chịu nghe thì bây
bây giờ bạn tự lên đi. À. Bọn mình mau về làm việc thôi. Hai bạn này không nhất quyết không giúp đỡ cho bạn xe ô tô màu xanh nha. Wow, bạn xe ô tô màu xanh đang cố gắng lên bờ. Cố lên bạn ơi, nhưng mà bạn vẫn không lên được. Thế thì mình phải tự đi. Ui, bạn vẫn thôi. Đang cố lên này các bạn ơi. Ui. Ôi không! Sao tự dưng? Bạn ấy bị tuột bánh xe rồi bạn ơi! Ôi không! Oh no! Tuột bánh xe rồi! Ôi! Trong lúc cố gắng lên bờ bạn ấy đã bị tuột bánh xe rồi! Xe trộn bê tông ơi! Ôi! Có ai cứu giúp bạn ấy không? Ôi! Khổ thân ghê! Ồ! Bạn xe ô tô trộn bê tông đã đến nhìn thấy! Của mình rồi! Như xe tớ bị rơi bánh! Bạn xe ô tô xanh đã bị tuột rồi các bạn ơi! Và đang xin lỗi bạn xe ô tô trộn bê tông đó! Bạn ô tô trộn bê tông đã đồng ý và đi gọi bạn xe cần cẩu đến giúp đỡ này các bạn ơi. Ồ, bạn xe ô tô cần cẩu đang đến giúp đỡ bạn xe ô tô xanh nha. Ôi không. Hai bạn đã đến nơi. Được rồi. Bạn xe ô tô cần cẩu đang dùng chiếc móc cẩu của mình để kéo từng bộ phận của bạn ô tô xanh lên nha các bạn. Đầu tiên là một chiếc móc xe này. Tiếp tục nào. Tiếp theo là bạn ấy sẽ cẩu bạn xe ô tô màu xanh lên nha. Bạn xe ô tô cần cẩu khỏe quá các bạn ơi. Vẫn còn sót lại một chiếc bánh xe này. Xong rồi. Bạn ô tô máy xúc và bạn xe ô tô tải đã đến đây rồi. Được rồi. Bây giờ bạn xe ô tô tải sẽ mang những cái dụng cụ sửa xe này đến để lắp ráp lại bánh xe cho bạn ô tô xanh dương nha các bạn. Một chiếc tô vít này. Tiếp theo là một chiếc búa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lắp ráp lại cho bạn ô tô màu xanh dương nha. Nào, bắt đầu sửa xe. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp một chiếc bánh xe này vào nha các bạn. Và chúng ta dùng cái cờ lê này để vặn lại cho chắc. Rồi chúng ta dùng chiếc tô vít này để vặn lại ốc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp bánh xe bên này vào nốt nha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng chiếc búa khổng lồ này để gia cố chắc chắn lốp xe cho bạn ô tô màu xanh nha các bạn. Vậy là bạn ô tô màu xanh đã được lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi. Lần sau không được vào nơi công trình chơi nha, ô tô màu xanh. Tạm biệt các bạn. Wow, có một quả trứng to ghê các bạn ơi. Ôi, một quả trứng màu vàng. Wow, quả trứng đang bay lên trời và đâm vào đống cát rồi các bạn ơi. Ở đây có một bạn xe ô tô tải màu vàng. Bạn này đang chở những chiếc xẻng và những cái kim à. Còn đây là một bạn máy xúc nha các bạn. Ôi, bạn máy xúc lại có cái gầu to khổng lồ luôn. Múc được nhiều cát ghê các bạn ơi. Chỉ cần 3 gầu của các bạn ấy là đã đầy một xe ô tô tải chở cát rồi. Bạn ô tô tải chở cát này chở cát đổ xuống đâu đây? Hình như là bạn đang xây cầu các bạn ạ. Bạn này đang nhìn thấy có một cái cần gỗ giống bạn máy xúc đang ở trong cái núi cát này các bạn ơi. Bạn ấy đang gọi điện thoại cho cứu hộ đây. Wow, một bạn cần cẩu và một bạn ô tô máy xúc màu vàng. Hai bạn này đang đến để giúp cứu hộ này các bạn ơi. Ôi, bạn cần cẩu này khổng lồ quá các bạn ơi. Cần cẩu có cái cẩu dài ghê, to ghê. Bạn đang móc vào một cái cần máy xúc trong núi cát và bạn đang kéo ra này. Wow, một chiếc máy xúc đồ chơi màu vàng to đùng luôn các bạn ơi. Sao bạn này lại bị chôn ở trong núi cát thế này? Tiếp theo là bạn gì đây? Hình như đây là một bạn xe máy ba bánh các bạn ơi. Một bạn xe máy ba bánh màu đỏ đẹp ghê. Wow, chúng ta cùng tiếp tục tìm kiếm trong núi cát này nhá, xem còn bạn ô tô đồ chơi nào đang bị dở dưới cát này các bạn ơi. Cái gì màu xanh xanh đây ta? Cái gì dài dài này? Như là một cái bồn của một bạn xe ô tô tải các bạn ạ. Đúng rồi, một bạn xe ô tô tải bồn nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta có bạn gì mà cũng có cái cần giống cái cần cẩu này nhỉ? Bạn này dài ghê. Tuột mất cần của bạn rồi.
Bạn này là xe cứu hỏa các bạn ơi. Ôi, một chiếc xe cứu hỏa có một cái cần cẩu là cái thang và có vòi phun nước này. Yeah, một chiếc xe cứu hỏa đẹp ghê các bạn ơi. Ô, anh máy xúc này đang leo lên núi cát và tiếp tục cứu hộ. Ô, chúng ta có một chiếc xe ô tô màu vàng. Wow, chiếc xe này dài thế nhở. Chiếc xe này phải chở được 10 người các bạn ạ. Ô, anh máy xúc vẫn tiếp tục chăm chỉ đào đất cát lên, không biết còn bạn nào bên dưới không ta. Ô, bạn gì đây? Wow, một chiếc xe tăng các bạn ơi. Ui, xe tăng quân đội màu xanh nha. Vậy là chiếc kéo này đang làm gì đây? Ô, có vẫn còn một bạn gì bên dưới này. Ôi, một bạn ô tô chở cát, một bạn ô tô tải màu vàng đẹp quá các bạn ơi. Ôi, ô tô tải chở cát màu vàng nha. Yeah. Ui, bây giờ chúng ta sẽ dùng súng nước để rửa sạch các bạn ô tô đồ chơi nha. Ôi, thích quá. Ôi, rửa sạch nha. Yeah, cảm ơn đội xe ô tô công trình nhiều nha. Wow, một bạn xe ô tô tải một chiếc bên màu xanh đang chở một chiếc điều khiển các bạn ạ. Ôi, hai bạn xe ô tô trộn bê tông đang làm gì đây? Một bạn xe trộn bê tông màu đỏ và một bạn xe trộn bê tông có cái bộ màu xanh các bạn ạ. Ồ, hai bạn đang nô đùa cùng nhau. Yeah. Wow, bạn ô tô tải khổng lồ đang chở chiếc điều khiển đến cho hai bạn xe ô tô bê tông làm gì đấy các bạn? Bạn đang dùng điều khiển để làm xoay cái bồn trộn bê tông các bạn ơi. Làm bay mất cái bồn trộn ô tô bê tông lên trên xe tải rồi. Wow, bạn xe ô tô xanh này đến đang thấy bất ngờ. Ôi, bạn này lại dùng chiếc điều khiển tiếp các bạn ơi. Ôi, chiếc bồn trộn bê tông của bạn đã bay lên trời rồi. Lại tiếp tục bay vào trong thùng xe của bạn xe ô tô tải màu xanh. Không biết là bạn ô tô tải màu xanh này định làm gì các bạn nhỉ? Ui, bạn ấy chở hai chiếc bồn trộn bê tông này đến một cái máy gì đây các bạn? Cái này trông giống cái lò vi sóng các bạn ạ. Cho vào đây làm gì nhỉ? Ôi, wow, chiếc bồn trộn bê tông màu xanh nhỏ xíu ra đã biến thành chiếc bồn trộn bê tông màu đỏ to đùng rồi các bạn ơi. Ui, chiếc bồn trộn bê tông lại còn biến ra một cái chai gì màu hồng hồng thế này. À, đây là cái bồn trộn bê tông nhỏ của bạn màu đỏ đấy kìa. Bây giờ là... Ui, cái dung dịch gì màu hồng đấy các bạn ạ? Sao lại dưới lên trước bồn trộn bê tông? Wow, là chúng ta đã có hai chiếc bồn trộn bê tông to đùng rồi các bạn ơi. Oh yeah, vậy là bạn ô tô tải màu xanh đã gọi hai bạn xe trộn bê tông đến hình như để lắp lại các bạn ạ. Chúng ta cùng lắp lại bồn trộn nhá. Oh no, bồn trộn còn to hơn cả xe bê tông rồi các bạn ơi. Ôi không. Chúng ta lại dùng dung dịch màu hồng để đổ lên những người chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Không biết là định biến thành cái gì đây ta. Wow, vậy là đã biến thành hai chiếc xe ô tô trộn bê tông to đùng rồi các bạn ơi. Yeah, giờ chúng ta cùng lắp bồn trộn lại nha. Yeah, chiếc bồn trộn màu đỏ đã được lắp vào chiếc thân xe màu xanh lá cây các bạn ơi. Yeah, bồn trộn xoay tít ghê. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tiếp theo là chiếc xe tải này to quá đi các bạn ơi. Chiếc xe ô tô tải khổng lồ luôn. Còn có cả cái xoay xoay gì đây đây. Chúng ta cùng lắp bồn trộn vào nha. Yeah, vào đầu phần cuối luôn rồi. Yeah, vậy là đã lắp xong bồn trộn bê tông rồi các bạn ơi. Ui, chiếc xe này to đùng ghê. Chiếc xe ô tô bê tông to đùng. Đây bạn xe ô tô tải màu xanh nè, cảm ơn các bạn đi. Chiếc điều khiển lại đến chiếc xe ô tô tải màu xanh này. Wow, bạn ô tô tải màu xanh đã biến thành một bạn xe ô tô trộn bê tông đồ chơi màu vàng các bạn ơi. Yeah. Wow, nhiều xe công trình thế nhở. Wow, xe máy xúc màu xanh dương. Hey, xe máy xúc màu xanh dương đang làm việc nha các bạn ơi. Các bạn ơi, xe máy xúc màu xanh dương. Ôi, xúc cát kìa. Ôi, nhiều cát chứ. Ôi, xe này làm việc hiệu quả đấy. Đổ cát lên xe tải nhá. Đổ cát lên xe tải nào. Ui, nhìn thấy xe máy xúc làm việc mà mình thích thật đấy.
Ôi, lát nữa mình cũng mang đồ chơi ra mình cũng giúp cát. Mình có một chiếc xe máy giúp, mình có một chiếc xe tải, nhà mình có cát, lát nữa mình sẽ mang ra để mình chơi. Ôi, một bạn cá chép màu xanh lá cây, lưng màu trắng và bụng của bạn ấy màu xanh lá cây. Ôi đẹp thế. Tại sao chúng ta lại có một bạn cá chép đẹp thế nhở? Ủa, có thêm một bạn cá chép màu đỏ nữa này. Một bạn cá chép màu đỏ, một bạn cá chép màu xanh lá cây. Đẹp thật. Trời ơi. Mẹ con bạn vịt. Một bạn vịt màu vàng. Vịt mẹ màu vàng và vịt con màu hồng. Màu hồng nha. Các bạn vịt sẽ làm gì ta? Vịt cá chép và xe máy giúp xe tải sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta cùng chờ đón nhé. Xem hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ là gì nào. Ồ, trời mưa mất rồi này. Trời mưa mất rồi. Ồ, cuốn mất hai bạn cá chép và bạn vịt đâu mất rồi. Ồ, bị cuốn lên trên bờ mất rồi. Vậy thì bây giờ nha, mình biết câu chuyện sẽ là gì rồi. Xe tải sẽ đi tới nè. Xe máy xúc nè, bạn xe máy xúc màu vàng sẽ đi tới. Và xe máy xúc màu xanh dương sẽ đi tới. Và đương nhiên rồi các bạn ơi, xe máy xúc sẽ giải cứu những bạn cá chép này và bạn vịt bị mắc cạn trên bờ đấy. Những bạn máy xúc này làm việc chăm chỉ đã thế rồi, lại còn tốt bụng nữa, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Giúp đỡ mọi người là một việc làm rất là tốt và rất là hữu ích nha các bạn ơi. Các bạn hãy cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh một cách tốt nhất có thể nha. Hôm nay bạn này xúc sẽ làm gì nhờ? Bạn đào đào cát này, xúc cát này. Còn bạn xe tải tới sẽ xúc những cát, sẽ xúc những chỗ cát này đi ra đấy. Mình mê những chiếc xe công trình làm việc lắm nha. Thích làm sao ấy. Mỗi lần mình xem như này là mình lại nhớ đấy. Lát nữa mình sẽ mang đồ chơi mình ra để mình chơi. Những chiếc xe máy xúc, xe tải. Và đây là xe chở. Chở gì ta? Đố các bạn biết chở gì? Xe chở nước. Và xe đang phun nước ra để tạo thành một cái hồ. Chúng ta có một hồ nước. Và hồ nước này sẽ để cho bạn vịt và hai bạn cá chép sẽ bơi lội ở dưới cái hồ này. Thích chưa? Cá chép và vịt sống ở dưới nước là chính. Rồi, bạn đã dùng cái cần cầu của mình để cầu. Đầu tiên là một bạn xe cứu hỏa các bạn ơi. Bạn này là xe ô tô cứu hỏa nha. Chở bạn xe cứu hỏa đi thôi. Wow, một chiếc xe ô tô tải chở nhiều bóng quá các bạn ơi. Chiếc xe ô tô tải màu vàng chở rất nhiều bóng màu sắc nha. Thế bạn này chở bóng đi đâu ấy nhở? Bạn chở đến một hồ nước này. Wow, chiếc xe ô tô đang quay đầu, ô tô tải đồ chơi đang quay đầu. Hình như bạn đang đổ xuống nước. Wow, bạn đổ rất nhiều bóng xuống hồ các bạn ơi. Màu sắc đẹp ghê. Bóng lại biến thành nhiều xe ô tô đồ chơi rồi. Đây là một bạn ô tô cần cẩu nha các bạn. Một ô tô mà có máy cần cẩu ở trên thân mình đấy. Như bạn này bạn đang đến để cẩu các bạn xe đồ chơi lên này. Bạn hạ chân xuống để đứng cho chắc nha. Rồi bạn đã dùng cái cần cẩu của mình để cẩu. Đầu tiên là một bạn xe cứu hỏa các bạn ơi. Bạn này là xe ô tô cứu hỏa nha. Chở bạn xe cứu hỏa đi thôi. Cần cẩu chở ô tô cứu hỏa nào. Máy cần cẩu khỏe quá đi. Giờ là cho bạn ô tô cứu hỏa xuống thôi. Cảm ơn bạn xe máy cẩu nha. Chiếc cần trục của bạn này còn tháo rời được ra này. Đây là chiếc thang nối để có thể trèo được lên những vị trí cao hơn để cứu hỏa các bạn. Một chiếc xe ô tô cứu hỏa màu đỏ. Nào, bây giờ bạn xe ô tô tải cần cẩu lại tiếp tục quay lại hồ bơi để cứu các bạn ô tô tiếp theo đúng không? Hình như đúng rồi, bạn đang lùi lại này. Đúng rồi các bạn ơi. Tiếp theo bạn ấy trục vớt một bạn xe ô tô tải màu xanh đồ chơi các bạn ạ. Một chiếc xe ô tô tải có ben màu xanh nhá, đầu màu trắng nhá. Bây giờ mình cùng nhau cho lên xe cần cẩu mình chở đi nào.
Pin 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 pin, xe cần cầu cứu giúp xe ô tô tải đồ chơi đây. Yeah, một chiếc xe ô tô tải đồ chơi có ben màu xanh, đầu màu trắng, đẹp quá đi các bạn ơi. Wow, tiếp theo chúng ta lại trục vớt một bạn xe ô tô màu đỏ nha các bạn. Chiếc xe này là chiếc xe bán tải. Yeah, một chiếc xe ô tô tải ô tô màu đỏ đẹp quá các bạn ơi. Còn mở hai cánh cửa này. Bim bim. Wow, tiếp theo là một chiếc xe ô tô trộn bê tông màu vàng. Các bạn thích xe trộn bê tông không? Mình thì mình rất thích xe trộn bê tông nha. Ui, một chiếc xe trộn bê tông màu vàng đẹp quá. Yeah, môn trộn bê tông vẫn hoạt động bình thường. Wow, tiếp theo là một bạn xe chở rác các bạn ơi. Bạn xe chở rác màu xanh. Các bạn biết xe chở rác này để làm gì không? Bạn xe chở rác này sẽ thu dọn rác ngoài đường để chúng ta có một môi trường sống sạch sẽ đó các bạn. Yeah, cảm ơn bạn cần cầu nha. Tiếp theo đến một bạn xe ô tô Jeep màu xanh lá cây các bạn ơi. Wow, chiếc xe này phóng bụi mù cả đường luôn. Một chiếc xe ô tô màu xanh lá cây. Tiếp theo là một chiếc xe ô tô trắng cảnh sát các bạn ạ. Yeah, bạn cần cầu giỏi quá, bạn cần cầu đã cứu được nhiều xe ô tô đồ chơi vớt lên bờ ghê. Yeah yeah yeah, bim 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 bim. Xe cảnh sát đi thôi. Yeah, cảm ơn bạn xe ô tô tải cần cầu nhiều nha. Wow, nhiều xe quá. Ôi các bạn ơi, nhiều xe chưa này. Ôi, xe máy xốp, xe tải và xe trộn bê tông. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe ở đây. Và chúng ta cùng nhau khám phá công dụng của những chiếc xe này nha. Wow, nhiều màu sắc thế. Ước gì mình cũng có một đống đồ chơi như thế này nhở. Mình sẽ chơi cả ngày không thấy chán luôn nha. Yeah. Ôi, xe trộn bê tông nè, đầy đủ màu sắc nha. Ôi, thích quá. Ôi, xe máy xúc màu vàng. Có cánh tay rất là khỏe. Xe máy xúc nhá. Xe máy xúc có một cánh tay rất là khỏe nha các bạn ơi. Ấy, ấy, thấy các bạn thấy không? Ồ, đang xúc cát và đi đâu đây? Ồ, đi đâu vậy? Xe máy xúc màu cam. Xe máy xúc màu cam tiếp nè. Wow, xe tải đầu màu đỏ. Xe tải đầu màu trắng. Xe tải đầu màu cam. Chúng ta có thể rất hay nhầm lẫn giữa màu cam và màu vàng như thế này đấy. Ôi, một chiếc xe tải này đẹp chưa? Có viền xanh nữa kìa. Ui, xe tải đẹp nhỉ? Ôi, xe tải lạ quá. Nhiều xe quá. Mình thích những chiếc xe ô tô. Đặc biệt là những chiếc xe công trình như thế này. Mình có thể mình cát, chơi xúc cát, chơi chở đồ hàng rất là nhiều thứ luôn. Ai, xe tải này. Ôi, thích quá. Ôi, xe tải đẹp thế. Trời ơi, bạn xe tải đi đâu đây? Bạn ơi, đi đâu vậy? Ôi, xe tải, xe máy xúc, xe hàng, thích quá. Thích quá. Nhìn các xe làm việc kìa. Ôi, lát nữa mình cũng lấy một chiếc xe máy xúc và xe tải của mình ra để mình chơi xúc cát nha. Trời ơi, xúc cát nhanh lên. Xúc cát xong, xong xuôi rồi chúng ta về bú sữa nha. Ai, ăn cơm, uống sữa để cho có nhiều sức khỏe để chúng ta có thể làm việc và chơi được nhiều hơn nữa. Wow, xe tải thích quá. Ôi, xe máy xúc nữa nè. Thế, xe máy xúc xúc cát. Xe này xúc được nhiều cát nhở. Hay thế. Ôi, nhiều cát quá. Ồ, có bốn con vật ở đây à? Ôi không, bốn con vật. Ồ, bốn con vật bị rơi xuống hố mất rồi. Ôi, các xe ô tô ơi, các xe ô tô tới giải cứu đi. Giải cứu đi các xe ô tô ơi. Ồ, đây rồi, có một chiếc xe đã phát hiện ra bốn con vật bị ngã xuống hố rồi. Và bây giờ những chiếc xe sẽ cùng nhau tới để giải cứu cái con vật đang mắc kẹt ở dưới hố nha. Đầu tiên là sẽ phải chở xe máy xúc tới. Mình nghĩ là xe máy xúc tới sẽ xúc các con vật này lên. Bị ngã kìa. Nào, xe máy xúc, xúc lên nào.
Wow, được 2 con vật. Và một lần xúc nữa, được 1 con vật. Tiếp con nữa nào. Đấy, một con nữa, con thứ 4 nha. Ôi, đó. Khi được người khác giúp đỡ xong, các con vật đã cảm ơn những chiếc xe đấy. Cũng như là chúng ta nếu mà gặp ai mà giúp đỡ chúng ta ấy, thì chúng ta cần nói lời cảm ơn nha. Điều này là điều rất là tốt đấy. Các bạn nhỏ nha. Đấy, một chiếc xe tải. Đúng rồi. Chiếc xe tải này là đang lấp cát để những chiếc hố này nó không còn nữa, và sẽ không ai mắc kẹt ở dưới này nữa, đúng không các bạn? Wow, những chiếc xe tải làm việc rất là chăm chỉ. Chẳng mấy chốc mà chiếc hố đã được lấp đầy rồi. Tuyệt vời. Hay quá. Vậy là các bạn ấy đã làm xong việc của mình rồi đấy. Trời ơi, bị ngã mất rồi. Xe cần cầu tới giúp đỡ đi. Xe cần cầu tới giúp đỡ xe trộn bê tông nha. Wow, một bạn xe ô tô trộn bê tông nè. Chúng ta có một bạn xe ô tô trộn bê tông, hai bạn chiếc xe ô tô trộn bê tông nha. Hai bạn xe ô tô trộn bê tông, một bạn màu vàng, một bạn xanh. Và đây, chúng ta có thêm một chiếc xe ben. Một chiếc xe ben đang chở cát. Nhiều cát thế nhỉ. Ôi, nhiều cát thế. Ôi, sức cát đổ vào đâu nhỉ? Sức cát đổ vào xe chở bê tông. Xe tải, xe ben. Xe ben. Trời ơi, các bạn thấy xe ben đẹp không? Mình rất thích xe ben này nhé. Xe ben này nó vuông vức, nó màu xanh dương, rồi cái thùng đựng rất là nhiều cát. Mình có thể chơi được rất là nhiều trò chơi trên những chiếc xe tải như thế này. Đó. Xe tải màu xanh lá cây chở cái khay ở đây làm gì nhỉ? Trộn bê tông. Lạ nhỉ? Cát vừa rồi đổ vào đâu phải là màu xanh lá cây đâu mà bây giờ lại ra cát màu xanh lá cây ta. Lạ nhỉ? Kỳ lạ nhỉ các bạn đấy. Có lạ không? Bây giờ đổ cát vào xe trộn bê tông màu xanh lá cây, liệu sẽ đổ ra cát màu gì? Các bạn đoán được không nhỉ? Đổ ra màu gì? Đổ ra màu cam kìa. Ôi, xe trộn bê tông này đổ ra cát màu cam này các bạn ơi. Tuyệt vời chưa? Trong đây có cát màu xanh lá cây và cát màu cam. Lại đổ lại lên thùng. Thùng xe ben chứa được nhiều cát lắm mà. Chúng ta phải đổ thêm nhiều cát hơn nữa nhỉ? Có thêm một chiếc xe trộn bê tông nữa này. Hôm nay nhiều xe trộn bê tông nữa nhỉ? Thêm một chiếc xe trộn bê tông nữa nha các bạn ơi. Và có thêm 2 chiếc xe trộn bê tông nữa. Ôi, ngày hôm nay nhiều xe trộn bê tông thế. Wow, ngã mất rồi. Xe trộn bê tông đi cao quá đấy mà. Lên cao quá bị ngã đấy. Trời ơi, bị ngã mất rồi. Xe cần cầu tới giúp đỡ đi. Xe cần cầu tới giúp đỡ xe trộn bê tông nha. Lát nữa xe trộn bê tông là phải cảm ơn xe cần cầu đấy. Bởi vì không có xe cần cầu này thì xe trộn bê tông còn nằm đấy mãi. Mãi còn khó khăn mới đứng dậy được đấy. Xe trộn bê tông này. Nào, chúng ta lắp cái đầu xe cho xe trộn bê tông nha. Xe trộn bê tông màu vàng. Thế là hoàn thiện rồi. Hoàn hồ nha. Đúng rồi, thấy tí chưa các bạn yêu. Người khác giúp đỡ mình xong là mình phải cảm ơn. Em cảm ơn, cháu cảm ơn, con cảm ơn. Phải cảm ơn người khác khi mà người khác đã giúp đỡ mình nha. Tiểu đội xe trộn bê tông tụ tập lại trên một ngọn đồi, một ngọn núi. Màu đất vào rồi, cho nên là không nhìn rõ là màu là cái đá, không nhìn rõ các viên đá đâu. Nhưng mà mình biết đây là viên đá nhá. Đây là viên đá, chắc chắn các bạn luôn. Chắc chắn đây là những viên đá. Wow, một chiếc xe máy xúc, hai chiếc xe máy xúc cùng đi cùng nhau. Hai xe máy xúc đi với nhau. Đi trên một con đường. Một chiếc xe máy xúc này làm gì đây? Được mở cửa đi vào. Chiếc xe máy xúc màu cam gặp hai bạn xe tải. Wow, xin chào. Vâng,
khi mà chúng ta gặp người mới, người lạ hoặc là người lớn, nói chung là mình đi ra ngoài đường mình gặp ai đấy, mình sẽ cần xin chào, xin chào, xin chào họ. Đấy là một việc làm rất tốt và có ý nghĩa. Nhưng các bạn ơi, việc làm này rất là quan trọng ấy. Chúng ta có một chiếc xe máy xúc màu cam đạp xúc cát và đổ lên một chiếc xe tải màu xanh dương. Chiếc xe tải màu xanh dương chở cát đi đâu nhở? Các bạn ơi, xe đổ cát ở đây à? Đấy, mình đang định hỏi các bạn là xe tải đấy sẽ đổ cát đi đâu ấy, nhưng mà xe tải đổ cát vào đây rồi. Xe tải đi ngang qua đây. Đi ngang qua đây thì làm gì nhỉ? Xe máy xúc màu xanh dương này đi đến đây làm gì nhỉ? Ở đây có gì đâu mà xúc. Đi về đi bạn ơi, không có gì để xúc cả. Và một xe tải màu đỏ. Xe máy xúc xanh dương này xúc đá. Xúc đá các bạn ạ. Đá này hơi bẩn. Đá này dính với các màu cát, màu đất vào rồi, cho nên là không nhìn rõ là màu là cái đá, không nhìn rõ các viên đá đâu. Nhưng mà mình biết đây là viên đá nhá, đây là viên đá chắc chắn các bạn luôn, chắc chắn đây là những viên đá. Và xe tải chở đá để làm gì? Xe tải chở đá đấy, các bạn thấy chưa? Xe tải chở đá là sẽ đổ vào một công trình nào đó. Giải cứu chiếc xe tải nào. Chiếc xe máy xúc màu cam khỏe quá. Cố lên bạn ơi, cố lên nào, cố lên. Hôm nay có nhiều xe máy xúc và xe tải chưa? Đây, xe máy xúc. Xe tải. Nhiều thế nhở. Xe tải màu vàng này. Xe tải tuyệt vời chưa? Chở nhiều cát thế nhở. Xe tải màu đỏ và chiếc thùng màu xanh lá cây của người xe tải màu vàng đi qua một chiếc cầu. Xe tải đẹp quá. Xe tải chở nhiều cát quá. Xe tải sẽ chở cát đi đâu nhở? Xe tải đi đến đây và đổ cát xuống hố nha. Đổ cát xuống hố nào. Thích quá. Trời ơi, những chiếc xe tải thật là tuyệt vời. Chiếc xe tải màu vàng, chiếc xe ben này to nhở? Các bạn ơi, xe tải và xe ben được gọi là một đấy. Xe ben này này, xe ben này đổ nhiều cát chưa? Bây giờ là gì nhở? Đúng rồi, chiếc xe máy xúc sẽ xúc cát và đổ vào xe tải. Các bạn ơi, các bạn biết xe máy xúc này màu gì không? Chiếc xe máy xúc này màu gì nhở? Chiếc xe máy xúc này màu xanh dương. Các bạn đoán đúng rồi đấy. Chiếc xe máy xúc màu xanh dương đang xúc rất là nhiều cát ở dưới nước, đổ vào xe tải và xe tải chở cát đi đến lấp hố. Đi qua chiếc cầu nha. Xe tải màu vàng đi qua chiếc cầu này. Đi tiếp và đổ cát xuống hố. Đổ mất rồi. Chiếc xe tải bị ngã mất rồi này. Chiếc xe máy xúc màu gì đây? Các bạn ơi, chiếc xe máy xúc này màu gì nhở? Màu cam, đúng rồi. Chiếc xe máy xúc màu cam sẽ tới để giải cứu chiếc xe tải nha. Giải cứu chiếc xe tải nào. Chiếc xe máy xúc màu cam khỏe quá. Cố lên bạn ơi, cố lên nào, cố lên. Thế là đã cứu được bạn xe tải rồi. Cảm ơn bạn xe máy xúc rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn xe máy xúc. Xe cá đồ chơi. All right! Woohoo! Hello!
you're feeling sick. Stay at home, keep distance. Cover your mouth when you want to cough. Wear a face mask for everyone around. Don't worry, better you will be. Thank you very much. Bé cá đồ chơi. Hello. Let's go!